Thứ hai ngày 30 tháng 5 năm 2022 là ngày tưởng niệm các chiến sĩ tử vong. Bosa Ticket TV trong chương trình hôm nay và ngày mai đã có mặt tại công viên tưởng niệm Westminster để tham dự buổi lễ. Như các bạn đã thấy, đằng sau trên sân khấu những lá cờ Mỹ đang tung bay và các giọng hát tuyệt vời của các ca sĩ cùng âm nhạc để chào mừng ngày lễ trong lúc đợi chờ các quan khách tới. Quý vị vừa theo dõi buổi phỏng vấn với các quan khách. Bây giờ thì chúng tôi đã thấy Chí Tạ và phu nhân đã đến, Phó Chủ tịch Carlos Manzo, nghị viên tài đỗ Kimberly Hồ của thành phố Westminster, nghị viên Thu Hà Nguyễn của thành phố Garden Grove và các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Xin quý vị hãy cùng với chúng tôi hướng về sân khấu để chúng ta bắt đầu chương trình với bài hát quốc ca Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, chương trình của Bosa Ticket TV hôm nay, trong chương trình hôm nay và ngày mai, chúng tôi rất là vui mừng đến cái Westminster Memorial Park hôm nay với một cái ngày tưởng niệm các chiến sĩ tử vong, đó là Memorial Day. Và ngay bên cạnh Thanh Hương thì có chú Trần Tin, là người nhái của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Thưa chú, xin chú cho biết cảm nghĩ của chú ngày hôm nay đến trong cái buổi lễ Memorial. Cũng như hàng năm, năm này là năm đầu tiên của sư đoàn 1 dự bị của Nam Cali đã được ông hội trưởng của Hội Veteran của Mỹ có gửi thiệp mời cho chúng tôi là đơn vị dự bị chữ United Nations Research Corporation. Và tôi nghĩ rằng mình là một quân nhân của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, sáng nay chúng tôi cũng với một cái quân phục của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi đã đến tượng đài Việt Mỹ đặt vòng hoa chào cờ đó. Và giờ đây chúng tôi thay cái quân phục, tức là mình cảm ơn nước Mỹ, mình là dự bị cho các chiến binh Hoa Kỳ, thì chúng tôi tới đây với một cái lòng tri ân và cái lòng biết ơn của những người tị nạn chúng ta qua đây, và cuối đời chúng ta làm được cái gì cho đất nước này, để cho hậu duệ, cho những con em chúng ta biết chúng ta gắn bó với cái đất nước thứ hai này, để chúng ta cảm ơn họ, họ đã nằm xuống cho chúng ta được sống còn nhé. Cảm ơn chú Trần Tiến, chúc chú sức khỏe nha. Cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, Thanh Hương có một người lính đứng bên cạnh, nhưng ông không phải là lính mà ông là một người hậu duệ đến với chương trình hôm nay và ngày mai. Ông làm cho thành phố Westminster, tên của ông là ông Brad, B-R-A-D. Hi Brad, and thank you so much for giving me an opportunity to interview you today. Can you tell the audience what is your feeling of being here today, this special day, Memorial Day? Well, first off, it's very special for me to be here because this hasn't been going on for the last couple of years due to the COVID pandemic. Yeah. So it's great to get out here on a nice, warm, sunny day, being out here with my fellow riders who are veterans and their sons of veterans, and just be able to participate. And the reason why we're here is because of the fact that people that died for us and gave their lives for us are the reasons why we'll be able to be here in freedom. Thank you, Brad. Ông nói là ông rất là vui là có mặt ngày hôm nay, tại vì sau cái mùa Covid đã gần hơn 2-3 năm nay, lần đầu tiên chúng ta tới gặp nhau những trong cái ánh nắng ấm của Cali. Và ông tất cả những người thân của ông là lính đã được chôn ở tại cái chỗ đây, và ông xin cảm ơn
ơn tất cả các người lính đã hy sinh để chúng ta có ngày hôm nay. Thank you so much, Brad, and wish you a lot of health. Okay? You too. Thank you. Vâng, cảm ơn quý vị. Thì hôm nay Thanh Hương đang ở Memorial, Westminster Memorial Park, với một cái chương trình ngày lễ để tưởng niệm các chiến sĩ tử vong ngày Memorial thứ hai 30 Tây tháng 5 năm 2022. Thì bên cạnh Thanh Hương là ông một ông lính Mỹ Việt, Vietnamese American veteran, tên ông là Frank Berry. Say hello to our audience at BolsaTicket.tv. Chào em. Chào em. No. Chào quý vị. Well, please let our audience know. First, I'd like to thank you for your service. Thank you. Thank you for your support. We appreciate that. Please give the audience a little feelings. What is your thoughts and what is your memory of all of this thing happening? And how when do you I feel was being in the here? Military? Yes. Originally, I did not want to go to Vietnam. As a matter of fact, I volunteered for the Air Force for that, but I ended up the Air Force sending me to language school in Washington, D.C. to study Vietnamese. So I ended up in Okinawa in Japan and went to Da Nang for a couple of times over 2 years. We would go for 30 days at a time. My job was listening into the North Vietnamese Air Force. Oh, wow. So when people asked me if I could speak Vietnamese, I said no, but I can talk about jets, big 21s taking off from Hanoi Zalam Airport. And ultimately, I was very happy to have gone to Vietnam because it introduced me to the Vietnamese community, which I am very active today as a Vietnam veteran, with Chapter 24 here in the area, and attend a lot of Vietnamese events, and I'm very proud to have been part of that to help people gain their freedom, and many who came here. So I'm very proud of to say that I had a part in that. Dạ vâng. Thưa quý vị, ông Frank Bear nói là ông lẽ nhiên là ông không muốn đi vào chiến tranh Việt Nam, nhưng mà ông đã volunteer, ông đã tự tới Việt Nam mà ông đã ở Đà Nẵng. Thì ông nói là ngày hôm nay ông đến đây là để nhớ lại những cái cảm tưởng của ngày hôm nay, của ngày lễ Memorial. How do you feel today? How do you feel today is a Memorial Day? Well, sad for so many people that lost their lives in our service of our country, but also happy because of the fact that if it was not for these people who sacrificed their lives, we would not have the freedoms we have today to live in this beautiful country. Thank you so much, Frank. Ông nói ngày hôm nay ông buồn, nhưng mà ông cũng rất là cảm ơn là ngày hôm nay đã cho ông tưởng niệm lại hết tất cả những người đã hy sinh để chúng ta có ngày hôm nay. Thank you so much, and we wish you a lot of health. Thank you very much. Thank you. So far. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì Thanh Hương rất hân hạnh được có người President của Westminster of Chamber có mặt ngày hôm nay tại Westminster Memorial. And thưa quý vị, nhìn đằng sau đây là một cái vòng hoa mà Văn phòng Thương mại Westminster đã gửi đến cho ngày lễ Memorial hôm nay. Người đứng bên cạnh Thanh Hương là ông President của Westminster Chamber of Commerce, ông tên là Sopak. Hi Sopak. Hi Terry, good morning. Hi. How do you feel about being here today? We feel appreciative for the military servicemen who sacrificed their lives for our freedoms and our liberties and for our way of life. Okay. Do you have anything to say to our veterans out there, please? We want to thank all of the veterans for all their contributions to the United States, and we wouldn't be here without them. Okay. Ông nói là ông cảm ơn tất cả những người chiến sĩ đã hy sinh để chúng ta có ngày hôm nay. Thank you so much, and we wish you a lot of luck and health. And hopefully the Westminster Chamber of Commerce will grow bigger and more well-known in our community. Thank you so much, Sopak. Thank you, Terry. Okay. And thank you all. Bài hát I'm Proud to be an American, tạm dịch là tôi hãnh diện là một người Mỹ, đã chấm dứt
cho chương trình tưởng niệm các chiến sĩ tử vong tại Memorial Westminster Memorial Park. Where the flag still stands for freedom, and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the ones who died in the name of my... Ticket.tv xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin hẹn lại quý vị lần sau. Xin quý vị nhớ coi lại những chương trình bằng cách gõ vào bosaticket.tv. Xin hẹn lại quý vị lần sau và chúc quý vị sức khỏe. Ai xui miệt ấy ghé gì thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chị mời em, ăn tô bún cá chứa chan tình người. Lan Anh Kitchen 714-576-6070 576-6070. Dịch vụ sang tên xe. Văn phòng chúng tôi chuyên lo về dịch vụ sang tên xe, xin giấy chủ quyền xe, đóng tiền thuế lưu hành để lấy sticker xe liền tại văn phòng và giúp quý vị bán xe cũ cho chính phủ với giá lên tới 1.500 đồng. Nhân viên rất vui vẻ, nhanh nhẹn, phục vụ tận tâm và uy tín. Mọi chi tiết xin gọi Henry Nguyễn 714-422-8266. Văn phòng số 12432 Brookhurst Street, Garden Grove, góc đường Brookhurst và Lamson. Thương nhau múc chén chè xanh, làm tô mì quảng em mời chị ăn liền. Lan Anh Kitchen 714-576-6070 576-6070.